một chín lại, xin ra cứ về thử nghĩ mà xem. Đây có nhìn thấy đúng không? Vâng. Kiểu gì nó lệch nhau, rất nhiều, lệch nhau đến tận 30 tấn. Thế thì ở đây chúng ta mới chỉ so sánh cái thằng Pmax này với cái thằng này, càng gần nhau càng tốt. Ok, đồng ý. Cái này hiểu chưa? Thì đấy câu hỏi thêm là về xem là chuyển sang cọc vuông, chuyển qua đàn vuông, và không chứ không. Về cứ nghĩ đi, trong buổi sau nếu mà anh nào nghĩ ra thì thảo luận. Thì treo cọc trong giai đoạn sử dụng, giai đoạn thi công. Đây gọi là sơ đồ tính. Sơ đồ này thì các anh nhìn thấy là nó là chịu tải phân bố nên là moment. Moment thì các anh không phải học thuộc công thức này đâu. Moment thì nó vẫn bằng cái gì nhỉ? Lực những cánh tay đòn. Ở đây là lực gì? Phân bố. Các anh cắt một bên này ra này, cắt bên này này, cắt bên này này, thì nó chỉ còn một bên này thôi. Tính cho nó dễ, đỡ phải nhớ công thức. Chỗ này đang chọn dư đấy em. Đây có 1,14 nè, chỗ này tận 5,1. Mà đã tính có hệ số vượt tải rồi, N là hệ số động rồi. Thế thì chỗ này không cần đến 18 đâu, em để đến 14 thôi, còn dư rồi. Đây, thép của cọc này, tính ra cần 1,14 là 1,44 là chọn 5,1 làm gì? Còn cái thép móc cẩu, nhìn nhá, ở đây chúng ta có mấy nhánh này? 4 nhánh, 1, 2, 3, 4, lên trong trường hợp vận chuyển là chúng ta chia cho 4, thằng này nó sẽ cân bằng với 4 nhánh, còn trong trường hợp cẩu lắp là chia cho mấy nhánh? 2 nhánh, nhưng nó bằng 2, trường hợp này nguy hiểm hơn. Móc cầu chọn, không chọn chi 12 mà. Móc cầu không cần chi 12. Dư nhiều quá. Móc cầu là chi 10. Chọn chi 8. Pmin, Pmax 2 lần. Chọn cái này càng to này càng an toàn. Sau mà có đi thiết kế thì chọn thằng này to lên, này hơi bé. Phần kiểm tra đài này thì nó có công thức sẵn rồi, các anh nào chưa hiểu công thức lắm thì hỏi lại. Trụ thép, sơ đồ tính, anh bao giờ mình tôi giải thích cái sơ đồ tính. Đây là chúng ta đi kiểm tra đài, đài đúng không? Đài phải xem là lực tác dụng của đài. Lực tác dụng của đài thì ở đây quan trọng nhất là chúng ta có cái ngàm ở đây. Chúng ta quan điểm là ngàm giống như màu nông trước tôi nói với anh. Cái liên kết giữa đài, giữa cột với móng là liên kết ngàm. Không khớp được, bởi vì nếu mà khớp thì gió nó thổi nó nghiêng hết nhà, nên bắt buộc phải liên kết ngàm. Liên kết ngàm thì mới là cái cọc của chúng ta đây, đúng không? Khi chúng ta ấn cái này xuống thì cái lực tác dụng xuống cọc ở đây thì cọc nó phản lại như nào? Nó lên, nó lên thì đây là nó sẽ dẫn đến là nó phải bố trí thép ở đâu? Ở dưới. Có khi nào chúng ta bố trí ở trên ngoài việc cấu tạo thì khi nào mà cái phản lực này nó thế nào nhỉ? Nó hướng xuống thì chúng ta lại tăng tới trên, lại chỉ bố trí thép trên. Khi nào cái phản lực này hướng xuống thì là cọc nó bị chịu gì? Chịu kéo. Khi nào cọc nó chịu kéo? Moment lớn quá. Moment lớn quá đây. Moment sang bên này lớn quá thì nó kéo cọc nó lên trên, đúng không? Thì công trình ví dụ như có cầu này, hoặc là cùng trắng, cọc cho cùng trắng thì moment rất lớn, khi đó là sẽ xuất phát sinh những cọc trục kéo. Thì cái này là suy luận. Moment trục kéo tức là các anh nhìn thấy đây này, đây là cộng trừ hoặc là cộng, thì chỗ này tức là cái tọa độ y này nó âm, biến âm ấy. Thì rõ ràng là cái này moment lớn quá thì cái này nó nhỏ hơn không, bình thường không? Thép thì chỉ bằng là lực nhân cánh tay đòn ra được moment, moment chia cho kia là ra được diện tích thép.
lại tính lún. Tính lún thì bằng khối kia không? Đây là sức chịu tải thì chúng ta không cần được kinh tế. Đấy, kinh đầu tiên thì tôi giải thích.